quá thêm nhiều. Một người nữa nằm xuống. Đó là một thành viên team số 9. Kasumina là người bắn tốt trong tình huống vừa rồi. Tiếp tục vòng ra khu vực ngoài, không có giáp. Đó là cái lợi bất lợi của Kasumina. Đang cố gắng bắn với khẩu tiểu liên của mình không được. Hải là người bắn tốt hơn. Và team số 4 bị hủy diệt hoàn toàn. Nhiều chắc trở, còn đây là màn công nhà giữa team pro cùng với team số 2. Đang rất nhiều những quả bom được ném xuống nhà. Và rõ ràng team ở dưới là team bất lợi hơn rất nhiều. Tràn xuống khi thấy rằng đã có hai thành viên đối phương bị nốc. Và đó là Hoàng Vy Đàn với điểm hạ lỗi. Và phía bắt đầu lao vào, họ muốn tấn công. Và phía bên này VN cùng Tam Ca, Tứ Ca cũng bắt đầu bắn. Đại Ca đang được chạy, nhưng phía bên kia dưỡng sát thương là có MVH bắt đầu công ở đây rồi. Nhưng không, có một người bị nốc. Rất nhiều những thành viên bị nốc. Và bây giờ là màn bắn sau rất khó khăn. Tam Ca làm rất tốt. Và team số 1 bị hủy diệt hoàn toàn. Đang cố gắng chạy ra. Và ngay lập tức như những gì đã dự đoán, họ bị bắn bởi team số 8. Nhưng bắn không quá tốt, hai bro còn chấm máu. Và bây giờ màn đấu tranh rất hỗn loạn. Bé tập tạ nằm xuống bên ngoài. Bị bắn đó là Đạt Lu CR7. Và bản lĩnh top 1 cũng bị gục luôn. Ở bên trên còn một người nữa, team số 4 cũng đang góp mùi. Đại Ca đang cố gắng nằm xuống và chắc là bị sâu xé cái xác. Ui, ôi, một quả bom rất tốt đến từ một ai đó bên phía team VN. Và đã bắt đầu ở phía team số 6 đang bắn. Người đi bắn là Batu. Batu rất nhanh lùi về. Nhưng chúng ta đã bị bắn rồi. Không vừa cũng đã phải đi xuống. Và cuối cùng Batu nằm theo. Rất vô cùng trời cứu. Và bây giờ thì đang bắn nhau giữa team số 6 và team số 7. Winky với khẩu trang đang bắn rất tốt. Và cuối cùng MFDH bị được hoàn toàn. Team số 3, câu chuyện sân gôn bắt đầu nóng lên rồi. Đó là HHD và những người đồng đội của mình. Một người nằm xuống, đó là bé Pu. Bản lĩnh top 1 cũng rất nhanh chóng phải nối gót. Và bây giờ là màn móc máy đến từ Đạt Lu CR7 và Hi-Fi Bro đang bắn từ đằng sau, bắn rất tốt. Nhưng Hiền Gồm mới là người bắn tốt hơn. Hi-Fi Bro nằm xuống và bây giờ Hiền Gồm đang có mặt, đang 1-2. Hiền Gồm đang cùng ôm cái góc nhà này, ta bắn cực kỳ tốt đến từ Hiền Gồm. Và Hiền Gồm đang cố gắng chất tất cả những thành viên còn lại team số 2. Nhưng cuối cùng thì Hiền Gồm không làm được một chuyện kỳ diệu. Và anh ta là người cuối cùng team số 6 phải nằm xuống. Nhìn thấy team số 9 đi xe qua và từ xứ nhất anh sẽ phải nằm xuống hay không đây. Tứ Ca tràn xuống rất nhanh và Tứ Ca cũng đang là người gục. Nhưng Nhị Ca đang có gặp bắn cực ôi sau lưng. Và team số 9 bị hủy diệt hoàn toàn với màn di chuyển người quá hợp lý đến từ VN. Sao họ lại vừa có thể tận dụng cái cây cầu này. Đang bắt đầu bắn vào cái tảng đá nơi đang có 3 thành viên team số 8. Long Sinh bị bắn yếu, Long Sinh gục rồi. Và bây giờ thì đến lượt Ăng, Răng cũng phải gục theo. 1-1 tạm thời là như vậy. Dâu vẫn chưa tỏ ra độ hiệu quả với khẩu đáp AWM trong tay mình. Bắn chưa tốt lắm, Dâu nằm xuống. 2-2 dành cho cả hai bên. Vu đẩy ra, Vu đối đầu với 1-3. Lưỡi cũng đã phải nằm xuống rồi. Bây giờ chỉ còn lại một mình Vu thôi. Nấp ở sau một cái tủ. Ui, đẩy ra rồi. Quyết định không hề hay đến từ Phú. Phú nằm xuống và hai thành viên của team số 7 biến thành cái hòm gỗ rồi. Đốt rất đau. Đang có một người bị bóng bao đốt, đó là Mike Cray. Bên này đang có giao tranh giữa team số 2 và team số 10. Đạt online bắn rất tốt ở phía đằng sau, thay đổi vị trí cực kỳ nhanh. Cái số Đạt làm nốt những bad, gì mà đúng mình đã làm. Cái có mặt với Mike Cray. Mike Cray bắn sọt gần nhưng không trúng vào người của Dâu. Ui giời ơi, nó vừa chí thế. Nó vừa hạ gục được Kaito Đạt, vừa hạ gục được Vu luôn. Nhưng bây giờ Mike Cray đang bắn, anh ta bắn gục được Răng. Nhưng bây giờ thì Mike Cray sẽ kết thúc bởi Dâu. Đang cố cứu nhưng cứu bây giờ là một điều không hợp lý. Và bé đập đẩy nằm xuống. Tiến thư sinh đẩy vào và vươn BMW. Cần phải cảm thấy sợ ai có được chiến thắng trong màn công nhà này sẽ có khả năng giành top 1 rất lớn. Ui giời ơi, ngay lập tức hai họng súng chĩa vào. Machi và Gió ngay lập tức phải nằm xuống. Màn công nhà với hai người không hiệu quả khi này lập quá nhiều tiểu liên và shotgun chĩa thẳng vào cái góc hẹp, đó là cái cầu thang. Và bây giờ bắt đầu rút shotgun ra team số 8 rồi. Người tìm mới là giao rồi, mất giáp rồi. Và mất ngay hai người. Pham quá dễ dàng đến từ Pham. Và bây giờ anh ta kết thúc tốt nào điểm hạ gục này mà thôi. Những người đồng đội của anh ta cũng đang không nhàn nhã. Và bây giờ thì đang quét sạch nốt những cái thành viên còn lại của team số 8. Hai người đang chui lên tầng 2. Nhưng đây là một quả bom ném lên. Và liệu rằng có ai bị đốc với quả bom đấy không? Đây hình như là một quả bom không chính xác. Không ai của team số 8 mất máu sau quả bom vừa rồi cả. Tiếp tục một quả bom nữa nhưng nó vẫn lại không chính xác. Bây giờ thì đang quét đang được một cái cầu thang này. Nhưng rất khó rồi. Bắt đầu đẩy lên, đó là một người của team số 11, đó là Will. Hai người, ba người. Rất nhiều người team số 11 đang trải lên team tầng 2 là cuốn đất sau thùng gỗ để bắn. Nhưng mất thế rồi. Vừa nói rằng người team số 8 lập trường và cuối cùng thì Will cũng gục theo. Và team số tôi, team số 10 biết được điều đó và đang bắn, đó là Gió. Gió hạ đủ người, đó là còi. Gió vẫn chưa bị đông nhưng Gió đang đứng ngoài bò. Gió tiếp theo là người bị đông nhưng Destiny đẩy ra. Và có được mạng thêm của Tùng Lô nữa. Mai Chi có tình huống móc thành công.
một sẽ không dễ để có thể đẩy lên. Họ đẩy lên rồi. Đang quay lưng vào người đối phương và như sau rồi. Số 11 rất khó để đẩy lên được tình huống này. Do Will này và tìm được một rất nhanh sạch. Chóng bị quét cục nhà rồi, nhưng trèo lên tầng 2 lại là một cái gì đấy hơi mạo hiểm nha. Nên nhớ lại như vậy. Trèo lên ngã đạn từ từ. Rất quá trùng nhập. Như vậy rất nhiều người hơn. Họ đang có rất nhiều người. Tiếp theo là 1-8. Cục nhà rất tốt và với lượng nhân lực nhiều chỗ. Họ đang công được 2 cái đại diện nặng ký để tiến vào top 4 tổng đang gặp mặt nhau rất sớm. Quý nằm xuống, An Mobile nằm xuống, một quả bom quá chất lượng và đó đã gần như quét sạch team AFK. Và bây giờ chỉ còn lại một mình một boy CT mà thôi. Và ta đang cuồng bắn nhưng một chấp 3 là quá chất lượng boy, rất sạch máu rồi. Và cuối cùng thì team của AS Mobile và AFK bây giờ chưa xong rồi. Hunter mở đẩy lên nhưng Hunter là người bắn tốt hơn với khẩu UMP của mình. Và bây giờ thì đó là kinh ngạc gục. Master vẫn đang có mặt ở đây, một quả bom ném ra rất chất lượng và có thể nó sẽ đem lại nhiều điều hạ gục dành cho anh chàng Master này. Cứ chung build xong thì anh ta cũng phải tắt nguồn khói bằng cái đỉnh đốc đang bắn và rất tôn đến từ 15 CS. Mục tiêu đó là M007 và sói bạc nằm xuống và cầm lead cũng phải gục theo. Bây giờ là màn 3 đấu 2 dành cho các thành viên của team số 4 đang bắn vào M007. M007 là người thua, lên Nhật Cường sống sót với 18 máu. Châu Bill quyết định bỏ qua gần đồng đội của mình và đang cố gắng chạy vào trong bo, nhưng các thành viên team số 4 sẽ không bỏ qua cho Bill cách đơn giản đến như vậy. Châu Bill đang bị bắn từ sau lưng và cuối đó là team số 8. Team số 11 đang gấp phải ơi Bích Phương đưa ông cắt lợi nhưng không được. Sirius Gaming là người đẩy ra và cao rồi kịp thời cho người bạn của mình, đó là xạ thủ 18x. Xạ thủ 18x đã được cứu dậy thành công. Còn lại một người nữa team số 7 đó là T61. Phía bên kia thì cũng đang còn team số 8 sẵn sàng trở thành một cái mục tiêu có thể chờ đợi. T61 đi rồi. Bây giờ chúng ta đang thay đổi người đó, đang đánh vào bên Tam Quang nhưng Lam Lam lên người đầu tiên làm khiến bên Tam Quang thoát đi với một chầm máu. Cuối cùng Lam Quang, Lam Lam bị Seiko kết thúc luôn mạng sống của mình và bây giờ đang tiếp tục đẩy lên. Và bây giờ các thành viên của BK đang bị kẹt lại trong cái nhà này. Người tên lạ nhất đó là Lam đã bị nằm xuống, bây giờ chỉ còn lại những chàng đối tới Bangkok mà thôi. BK Quang nằm xuống một cách rất nhanh và bây giờ thì BK Quang đang bắn. Không, đó là Seiko. Seiko đẩy vào từ lúc nào mà tôi không biết. Và đó là như vậy. Quang vẫn có lát xấy xe cả. Đã bắt đầu xấy xe, các thành viên của 75 đã nhảy xuống rồi, không một ai mất mát cả. Nhưng đó là một quả bom kết thúc được vị trí của Luyến. Thêm một quả bom nữa nhắm vào Luyến. Và khả năng cao Luyến sẽ phải nằm xuống, mất đi nửa máu trong cái pha thi đấu đó. Nhưng Luyến vẫn đang bị nằm nốc ở dưới. Và bây giờ những màn đẩy ra đến từ các thành viên chẳng hạn như là Lanh bắn vào Mr. Anh. Mr. Anh chui vào được một góc khuất. Và bây giờ Lanh bắt đầu nhảy lên, nhưng ta bị phản tam bởi Mr. Em. Anh em đang cao vờ nhau rất tốt. Và bây giờ dưới chân Lanh đang là Sơn. Và bây giờ đó là Chạy thôi đang bắn Mr. Em. Bắn khá tốt với khẩu ska của mình. Nhưng bây giờ thì Lanh đã có một góc đẩy ra rất đẹp. Và Mr. Anh là người tiếp theo và nằm xuống. Em là Trẻ Châu đang đứng ở một góc rất cao nhưng vẫn chưa thể nào tìm ra được góc bắn. Ta cần phải di chuyển rộng hơn nữa thì mới bắt gặp được những thành viên còn lại của team 75. Lanh đang có góc đứng cực kỳ đẹp. Không một ai của team 75 có thể làm gì được ta. Nhưng này nhảy xuống là hơi dại. Và anh ta có thể bị kết thúc ngay tại đây. Và Lanh đều đang có sống được không đấy. Không sống được, Mr. Thơn là người kết thúc được. Và bây giờ bắt đầu là màn nhảy xuống đến từ team số 6. Và cuối cùng họ cũng sẽ kết thúc được team số 5 mà thôi. Nhưng cái đá phải trả sẽ là một điểm hạ gục. Không, thêm một người nữa nằm xuống, đó là Chạy thôi. Akai cũng đã phải gục. Và bây giờ còn là một Mr. Sơn. Và bây giờ Mr. Sơn đang ăn máu. Nhưng bên cạnh ta đó sự hỗ trợ của những thành viên có súng khác đang bắt đầu có giao tranh. Đó là Gao Bạc. Gao Bạc cùng với Hero Wonderman. Nhưng Hero Wonderman vừa bắn hết cả băng mà chưa hạ gục được Gao Bạc. Đã thay đạn được thành công của Gao Bạc. Khả năng cao sẽ phải nằm xuống. Hero Wonderman thấp máu. Hết đạn rồi, bắt đầu ném ra. Nhưng Gao Bạc mới là người nằm xuống khi đó màn cao vừa kịp thời. Nhiên tạo nè thì vẫn chưa có súng và chưa thể nào bóp mặt cho mấy người đội mình được. Vẫn đang chạy lăng quanh mà thôi. Và thấy anh 37 bắn rất tốt và hạ gục được một thành viên nữa của team Gao. Gao đen hạ gục được một người, đó là Nhiên Tào One. Bây giờ Gao đen đã kết thúc được Nhiên Tào nè. Gao Huỳnh đang ở nhà. Bắt đầu ngã vào Kai đã bị xây. Kai chạy nhà rồi. Bây giờ sẽ thủ nhà mà thôi. Nhảy lên đầu nhau bắn rất tốt để có một góc bắn tuyệt vời hơn. Nhưng mà bây giờ là một quả bom ném lên. Các thành viên của team số 9 không hề muốn ở lại cái tầng 3 đấy để ăn bom mà hay lập tức họ đẩy xuống khu vực tầng 2 để kiếm thêm phạm vi di chuyển. Thêm một quả bom nữa được ném nhưng Nguyễn Phi Trường đã bị hạ gục ở bên ngoài. Quả bom rất tốt, nó hạ gục được tồn tại Linh Katak thì đang di chuyển vào. Anh ta kết thúc được mạng của Mark David. Bây giờ thì team số 11
không chiến đấu tiêu cực 9 thì đang chỉ còn lại 2 người thôi. Đó là Trung Tự Tại với Shipper. Trung Tự Tại sau khi biến tốc bởi có bom thì cũng đã được cứu bởi Shipper VN rồi. Cũng có bom được trả xuống. Nhưng quả bom này là quả bom hạ gục được Shipper. Trung Tự Tại không thể nào làm gì được hơn trong tình huống 4-2. Để có vị trí thuận lợi hơn, họ cuối cùng đã vào được trong bò và đang cố gắng quay trở lại để bắt vào người viên của team Gao. Gao Huỳnh rất nhanh bị cầu máu gần xuống cái mức độ đó là bị nốc. Bây giờ Gao Huỳnh thậm chí là còn đang bị bom đốt nữa. Gao Đen cần phải làm nhiều thứ hơn để có thể giúp cho người đồng đội mình có thể vào được bom. Nhưng đó là quả bom quá tuyệt vời, quả bom vừa hạ gục được Gao Huỳnh vừa hạ gục được Roy luôn. Nhưng cuối cùng thì người thiệt vẫn đang là team Gao. Và kín ở thời điểm hiện tại, Sina sẽ là người hút đạn và để cho hai thành viên kia có thể có móc sau lưng. Vivo nằm xuống, Sina bắn rất tốt với tăng ngay tức lùi ra sau tảng đá và kết thúc luôn đường mạng của Vivo. Secret đẩy ra, nhưng đó sai lầm khi mà Sina bắn quá tốt và save cả hỏa lực đến từ Phil và Logan nữa. Logan là người kết thúc được mục tiêu. Có một màn bắn phóng lựu quá tuyệt vời và ra PB nằm xuống, xoáy bất tử chắc chắn sẽ phải đi theo. Và bây giờ thì Gao Huỳnh hình như là đã hủy diệt được vị trí của tiên số 4.